Xin chào các bác. Hôm nay em làm một cái video ở ngoài này thì nó sẽ hơi ồn một chút, nhưng mà em có một cái con đẩy Lapwolfen FP10000Q. Đây là dòng đẩy chính hãng của Lapwolfen và là hàng đã qua sử dụng. Con này thì nó là hàng xịn của Thụy Điển các bác nhá. Các bác đừng so sánh với cả mấy con chục triệu hơn chục triệu, đừng so sánh làm gì. Con này là hàng của Thụy Điển và date sản xuất là 2018. Thì các bác có thể xem. Date 2018 và sau nữa. Đây, 2018 đúng không? Đấy. Made in Sweden, Thụy Điển. Các bác có thể xem. Con này 2018 thì còn khá là đẹp. Và cái giá nó rất là hợp lý. Bởi làm sao? Hôm qua em có đi nắp một bộ Adamson cho anh 10. Đấy, thì trước đây anh dùng con này và anh đánh với cả ZCF. Thì bây giờ lên Adamson thì thừa đúng không các bác? Thừa thì thôi thanh lý thôi. Con này anh mua mới được khoảng mấy tháng thôi, mới được đâu đấy khoảng 6-7 tháng rồi đấy. Mua là 62 triệu các bác nhá. Mua 62 triệu. Rồi các bác nhìn qua cái tem này sẽ biết là của ai. Em không quay rõ đâu nhưng các bác sẽ nhìn cái tem này, nếu bác nào tinh mắt thì sẽ biết là của ai. Thấy chưa? 61 hay 62 triệu gì đấy, hôm qua anh có bảo. Thì con này thì hôm qua em nói luôn là em thu lại của anh ấy là 50 triệu. Được chưa các bác nhá, em thu lại là 50 triệu. Thì bác nào qua nhà em, được chưa? Các bác nào qua nhà em xem mua, em để cho các bác đúng với giá 50 triệu không bảo hành. Thì bây giờ em thu của bác đấy thì làm sao có bảo hành được không? Bác ấy làm sao bảo hành cho em? Thì em sẽ không bảo hành cho các bác. Đấy, bao zin bao xịn toàn bộ cho các bác, là các bác qua các bác xem mua ok là giá 50 là không bảo hành nhá. Đấy là giá tại nhà em. Chứ em cái này thì em nói luôn là những cái sản phẩm giá trị cao này thì các bác tốt nhất các bác cứ qua nhà đi. Xem thì nó thực tế hơn. Xem nghe test thử ok thì các bác lấy. Đấy, giá 50. Đấy em đúng em thu lại của anh ấy 50. Đấy, em cũng bán cho các bác với giá 50. Còn nếu mà các bác bảo hành thì em sẽ tính luôn con này. Nếu mà các bác bảo hành 3 tháng thì con này phải cộng thêm khoảng 2 triệu. Em nói rõ luôn nha các bác nhá. Nếu bảo hành 2 tháng thì cộng thêm khoảng 2 triệu. Vì chẳng may nó có sự cố gì thì bọn em nó rất là rủi ro. Xảy ra sự cố kể cả thay các cái linh kiện này, mà linh kiện chính hãng nó rất là đắt tiền. Đấy, phải đặt về. Nó rất là đắt tiền, rất là rủi ro. Kể cả thay ví dụ con tụ này nó kém hay gì, thay nó cũng rất là đắt tiền. Đấy, bảo hành cho các bác thì nó rất là đắt, rủi ro cao. Nên nếu bảo hành thì các bác cộng cho em khoảng 2 triệu nữa. Còn không bảo hành thì em bán đúng bằng cái giá em thu lại. Em không được 1.000 nào. Đấy. Video này nói rất là rõ là thu lại của anh 10. Anh 10 xem thì sẽ biết 50 triệu thu lại 50, bán đúng 50. Đấy. Có bảo hành thì bán tính là các bác cộng thêm cho em 2 củ nữa tiền bảo hành. Thì hàng này thì em nói thật với các bác là cái giá trị nó rất là cao. Kể cả từ cái quạt gió này đã vài trăm nghìn một cái rồi. Hàng xịn mà, vài trăm nghìn một chiếc quạt gió các bác nhá. Nó không rẻ một tí nào cả. Nên về vấn đề khi xảy ra sự cố gì thì về cái linh kiện thay thế sửa chữa nó rất là đắt tiền. Đấy, còn cái đồ này thì bọn em bảo hành, tự tin là bọn em sẽ bảo hành được tất cả cho các bác không bao giờ phải lo về cái vấn đề này, kể cả máy, những dòng nắp. Đấy, tự tin là bảo hành được cho các bác. Nhưng bọn em làm thì bọn em ví dụ như các bọn này ấy, thì tất cả những linh kiện đều phải nhập. Nhập từ hãng về thì giá nó rất là cao tiền. Đấy, nên thì em cũng nói rõ luôn cho các bác là cái giá như thế các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em, có đúng một chiếc duy nhất thôi. 2018. Đấy. Em vừa mới khui ra để em kiểm tra đã hết máy một lượt. Thấy chưa? Máy nó rất đẹp các bác nhá.